Hả? Nga. Họ tên? Lê Thị Mỹ Nga. Ở đây làm gì có tên Nga cô? Có ai tên Nga cô? Trước là đây đúng không? Với lại là cái địa chỉ đâu rồi? Cái địa chỉ đâu? Không có ai ở đây tên Nga chứ. Ở đây không ai. Địa chỉ đâu? Cái địa chỉ đâu? Mình mở địa chỉ đâu? Mở đồ địa chỉ. Cô chú kêu công an này đi. Kêu công an này đi. Chú kêu công an đi. Kêu công an. Không nha. Đây không ai tên Nga. Anh nói cho em nghe nè. Nghe nè. Anh đang đứng ngoài đường mà tụi em kêu đột nhập là tụi em đã nói bậy rồi. Ủa xong thẳng vô nhà người ta mà. Ai xong? Ok. Đúng chưa? Tụi em đứng ngoài mà tụi em là nói là đột nhập là đã nói bậy. Vì vậy anh đang nói là cái hành vi của em là nói bậy, kể cả bé gái đeo bốn mắt lại cũng bậy. Thì cô chú ngó đầu vô. Bản thân em bây giờ em cũng đang bị lừa. Nhưng mà cô chú anh đang đứng ngoài đường anh xin phép ai? Chú lớn rồi. Anh đứng đây em nói là tụi em đột nhập. Bây giờ cô chú muốn nha. Anh đứng đây mà tụi em nói đột nhập là sao? Em giúp thường hay là em hả? Cô chú chưa biết chú ở đây là ai. Anh không quan tâm. Nhưng không quan tâm cô chú đang người ta nói là tới đây thì anh không biết. Không ở đây không có ai tên Nga hết trơn. Anh chưa xác nhận là nó có ở đây hay không. Nhưng chủ nhưng mà ba mẹ người ta nói là nó bị lừa ở đây. Nhưng mà đâu biết ai tên Nga là ai. Ờ nhưng mà bây giờ anh đang hỏi có hay không? Không. Không có rồi để anh kêu công an làm việc. Vậy thôi nhá. Đây là đây người dân người ta báo là đây là trung tâm đa cấp. Người ta báo là trung tâm đây đa cấp. Chú nói là ở đây trung tâm đa cấp. Ừ, người ta nói là báo là đây là trung tâm là đa cấp. Thì đó ở đây ai. Còn đa cấp là hàng ngàn loại lừa đảo khác nhau. Đa cấp là lừa đảo rồi. Nhưng mà bây giờ tìm người tên Nga ở đây không có. Chụp đi em, mập chụp đi. Ốm chụp đi nè. Rồi. Mập chụp đi. Mập chụp đi. Học chụp đi. Quay ra ngoài em. Cô chú này là tìm người tên Nga mà ở đây có ai tên Nga đâu mà tìm. Với lại bây giờ cô chú ở đây không có ai tên Nga. Tụi anh nhé, em ấy ăn mặc rất lịch sự, bốn mắt. Để chờ từ từ đi rồi nói chuyện anh. Nghe không? Mình... Mà tụi anh đứng ngoài đường mà em nói là tụi anh đột nhập là em đang nói bậy. Nghe không? Đột nhập là đột nhập cái gì? Hả? Người ta không biết, người ta đi kiếm mẹ, kiếm con. Nghe không? Người ta là phụ nữ mà trong đây người ta là phụ nữ mà tụi em ở trong này hàng mấy chục đứa trong này mà tụi em nói là người ta đột nhập, người ta đàn bà con gái, người ta con, gái quê mùa người quyền, ta em đột nhập con có quyền bảo vệ người làm gì mà anh đứng đây mà em quay phim em chụp hình anh em nói là quay phim rồi em cứ quay đi mặt anh ấy trên căng trang mạng xã hội là lỗi lắm rồi nghe không không có. Bà khóc quá trời từ sáng giờ luôn. Không bên này có nếu mà anh kêu công an qua kiểm tra có bé này thì ở đây cái sao ông chịu cho nhưng mà sợ bé này không có. Tụi anh đang nhìn các trang rồi nha. Mặt anh em biết rồi đúng không? Con của cô con bà bị lừa. Con bà bị lừa. Đa cấp trong này. Hiểu không? Không có nhà kia. Ở đây này, đây này, địa chỉ đây rồi. Thông tin nào cho cô chú biết là ở đây có bạn này. Bỏ mấy cái địa chỉ ra em ơi, lấy mấy hết địa chỉ đây. Lấy địa chỉ đây, lấy địa chỉ. Bao rồi giá sách địa chỉ này. Ở đây có bạn này. Rồi có. Ở đây. Anh thấy là có địa chỉ ở đây. Tụi con không biết là. Còn anh không biết là hiện nay nó có ở trong này hay không, anh chưa dám khẳng định. Thế đúng không? Nhưng mà cái địa chỉ ở đây. Sớm cho nhưng mà anh đứng nè, tôi có dùng khóc ở đây là cái này ngày kia. Anh đừng có nói vậy. Nhưng mà người ta nói là gia đình hiện nay đó ở đây là trung tâm đa cấp. Thì hiểu không? Thì mẹ là con bị lừa. Không được xúc phạm bên em nghe. Không, anh đang nói cho em nghe nè. Em làm đây có đa cấp không? Mà cái vấn đề là anh không có biết có khi nào mà đa cấp đứng ngay chỗ giữa đường không, làm buôn bán như giữa đường không có chứ em, thành phố Hồ Chí Minh còn có mà em. Rồi tất cả các tỉnh. Thành phố này, bây giờ ở đâu cũng có, ở đâu cũng có nha. Anh lớn rồi, tụi em cũng là đủ tuổi trưởng thành rồi. Bây giờ có gì đứng với nhau nói chuyện với nhau. Có thông tin như nào phải xuất trình ra đàng hoàng. Có chứng cứ gì hay như nào, tại vì bây giờ anh muốn kiểm tra đấy, anh phải xin giấy tờ công an. Anh không có kiểm tra. Anh phải kiểm tra. Anh không có kiểm tra em. Hả? Anh không có kiểm tra em quay phim gì. Tụi em quay anh thì anh quay em được không? Ủa, anh quay trước, em có quyền quay lại. Anh tụi em quay anh ngoài này trước rồi. Nhưng mà bây giờ nè. Nghe không? Bây giờ ví dụ như là bây giờ. Chứ anh hỏi đi em nói chuyện với con biết hiểu không? Rồi bây giờ mấy anh mọi người là muốn là tìm con hay như nào đó phải hỏi đàng hoàng chứ đâu mà xong người ta vô người ta hỏi người ta vô người ta đứng đây người ta hỏi nhau tụi em nói là thì tìm người thì em nói tìm người thì tự nhiên cứ song song vô tại vì đây là cái nơi con làm việc. Người ta đứng ở đây nè. Tôi có sống mà anh em làm gì có làm gì có không? Tôi chỉ là ở đâu? Ở đâu? Chứ giờ cô chạy vô anh đây rồi coi địa chỉ này. Còn muốn tìm hay như nào thì báo công an.
làm việc, chứ còn không thể nào mà chui vô đây mà làm việc như vậy được. Tụi anh đứng, tụi anh đi, tụi anh đi tìm người lúc nào cầm điện thoại biết không? Chị anh, cái chuyện cái chỗ em làm gì cãi em, nhưng mà anh đi đây là giúp cô tìm người. Thì em bây giờ giúp phải người hỏi, rồi, anh hỏi đàng hoàng giúp người, nói chung là giúp người là một việc tốt mà anh. Nhưng mà em xông vô như vậy ai xông vậy em không em nói có dấu hiệu của việc đột nhập. Khi nào người ta đột nhập tính xông vô là có không em hay nói chuyện người lạ nghe nè em là phụ nữ đó. Nếu mà em là đàn ông thì lấy là cái chuyện nó khác rồi. Thì bây giờ ví dụ vì sao tụi anh đã đứng ngoài đường nhà. Nhưng người ta là phụ nữ, tụi em trong đấy rất nhiều người ta không biết, người ta vô người ta hỏi con người ta, mà tụi anh đang đứng nghe nè mà tụi anh đang đứng ngoài đường, đây là lề đường mà em nói là tụi anh đột nhập là em đang nói bậy. Thì hay chưa? Anh có dấu hiệu không? Vẫn là em có quyền làm việc của em mà. Anh không vô. Anh không vô. Tại em nói gì em mới không vô thôi chứ. Là sao? Mà không nói anh thiệt anh không đi vô em sẽ. Anh là người hiểu luật, anh làm luật, anh hiểu luật, nghe không? Nhưng mà đây em không nghe không? Anh là người hiểu luật. Hay chưa? Vậy thì sẽ ảnh hưởng. Em có bằng chứng không? Camera mở ra. Xem bước không? Tụi em trong đây một đống người. Nha. Nhưng mà anh bước vô để làm gì? Nhưng anh bước vô để làm gì? Anh bước vô để làm gì? Anh đã xin phép chưa? Anh bước vô em là em xin phép. Nhưng mà anh đi với cô đúng không? Đúng rồi, anh đứng ngoài. Đi chung với cô cũng định đi vô đó. Cô vô là cái việc của cô, em làm việc của cô. Còn anh không biết, anh đi giúp người. Đấy, được chưa? Là xâm phạm nhà người ta. Xâm phạm em làm việc người ta. Em không có đủ tư cách làm việc anh, được chưa? Mấy bạn cứ đi vô đi. Hiểu không? Vậy là gì về anh quay em? Em quay anh quay em thì sao đó? Anh quay trước mà nói gì em hả? Tụi em quay, đây bé là quay anh. Quay trước. Bé là quay trước này, trong này. Mở ra. Bé là mở trước này, bé là mở ra, quay trước này. Ra cũng có rồi. Bây giờ em nói nè, bây giờ nè. Đại việc là sao? Anh đang tìm người. Ừ. Còn bây giờ em thấy cái hành vi của anh với cô là hành vi của anh là khác. Em nói vậy nha. Xong xong vô. Ai xong? Ngó cái đầu vô xong. Máy anh quay từ trong xe quay ra. Thôi. Nhà máy anh cũng vậy. Nhà của anh quay thấy là người nào xong vô. Máy của anh quay từ trong xe quay ra đây. Em nói như vậy là nó bậy nha. Rồi, em đàng hoàng lớn nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ nè, anh cũng là người lớn. Ừ. Nên là có gì thì anh phải trao đổi trực tiếp hay là em lớn rồi em nói chuyện đàng hoàng. Chứ còn không phải là cứ song song vô như vậy. Còn việc là sao tìm ai như thế nào là sao? Phải đó phải cứ tìm là tìm. Vậy anh muốn tìm ai ở đây ạ? Đây là người ta muốn đang tìm con đang bị lừa đảo, okay. Nghe không? Ok, ừ. em là trả anh ok, okay em. Rồi ở đây là còn tìm con cô tên gì? Tên thì có đầy đủ, có tên này em. Có hình ảnh. Đem vào đây. Anh Hải đem vào đây anh Hải. Tên có gì đâu mà lại thắc mắc lừa đảo gì ở đây? Không. Cái này là anh chị lại gì mà mày anh mới mà làm như vậy em có thể kiện lại. Em kiện đi anh ơi. Em kiện đi. Em kiện chưa? Làm ăn mà anh nói. Nhưng mà em kiện đi. Em kiện anh làm đơn cho. Em kiện đi. Mưu cái gì? Thì anh chỉ đơn giản thôi. Con đây nè, nó bố đây. Có ai không? Em hỏi là cô, bé này là ai? Con cười. Con cô tên gì? Rồi tại sao lại đến đây tìm và ai chỉ đến đây? Chồng nói phiền. Nói ở đây. Và ở đây thì hiện tại em nói chính luôn là ở đây hiện tại không có bạn này ở đây. Rồi là chồng của bạn này đâu? Ai chỉ chị đến đây? Ai chỉ cô đến đây? Ai chỉ mình đến đây? Ai? Là địa chỉ ai cho địa chỉ? Ai cung cấp địa chỉ? Cái địa chỉ kia này. Chị sao em nói đi, nói thẳng lên. Nói thẳng luôn. Nói thẳng luôn không sợ. Riêng ở đây là không. Đưa rồi con. Riêng ở đây là không sợ hết á. Ở đây quay phim như này là như thế nào? Tụi anh heo, tụi anh quay phim giúp bà quay phim lại ghi hình lại để bảo vệ tụi anh được chưa? Tại sao lại bảo vệ tụi anh? Để làm bằng chứng. Bằng chứng. Cái này đây dắt cô đi tìm nè. Bằng chứng. Đi tìm con cô không? Cô còn ở nào mà tụi em có giúp được không? Anh còn phải đưa bên công an để hỗ trợ, nghe không? Cô có đây không? Rồi ok. Thôi. Tại đến đây quay phim. Thì anh quay phim là chuyện rồi. anh đâu có nói là quay phim, anh nói là của em lừa đảo hay đâu. Đây có, anh mới nói. Nghe nè. Nói đến đây là lên bên em lừa đảo. Nghe nè, bà đấy khẳng định là ở đây là con bà bị đang bị nhốt ở đây. Ok, cô đây. Hiểu không? Bà nói như vậy là con bà đang bị lừa ở đây. Thôi còn đi qua đi. Cô đi. Cứ đứng đây đi. Cứ đứng đây đi, có gì mà sợ. Đứng đây đi. Bình thường không có gì đâu mà. Phải không? Đâu đó rồi. Tại vì cô đến đây cô nói là con cô đang ở đây vị trí này, bạn này và chồng cô nó ở đây rồi đảo gì ở đây điện công an phường tới. Gọi công an đấy, gọi công an làm việc. Gọi công an lại là ở đây. Không, ở nhà kia mà. Đâu? Ở nhà kia mà. Ở nhà nào? Con nhà đó, còn căn nào nhà nào nữa? Đâu căn nhà nào nữa? Bây giờ không phải nhà đây. Căn nhà nào nữa? Alo. Không. Mấy căn? Nhà kia. Nhà kia, chứ không phải nhà đó. Còn căn nào nữa? Còn căn nào nữa? Nhà kia mà không phải nhà đâu. Đi về đi cho không.
không phải nhà đây. Là bây giờ chị là không phải nhà đây. Chị ra nó nói lại. Chị ra nói lại chuyện đàng hoàng. Chị ra đây nói chuyện đàng hoàng. Chị đứng đây không ăn thì chị. Là bên tìm con, chị hiểu không? Chị nói chuyện lại. Em đang hỏi cô là ai? Em đang phối hợp rất là tốt. Nghĩa là em đang hỏi cô là ai? Rồi chị nói chuyện. Chị nói chuyện lại với người ta. Chị nói chuyện lại với người ta. Sao em đâu? Em này đi chung với cô phải không? Rồi nói rõ ràng ra. Chứ anh là ai? Có phải địa chỉ đây không? Địa chỉ này là ai cho? Tôi đi tìm con phép nào, tôi không biết mà tôi đi tìm. Giờ mấy cô, mấy chú có thấy con tôi ở đây không? Không, bây giờ nè, bây giờ em gái, hồi nãy là chị nói với anh em là con chị đang ở đây, đúng chưa? Hồi trước là tôi, đúng không? Tôi dẫn nó về là nhà kia. Nhà nào? Đây bây giờ chị đưa, tại sao đưa chị đưa đến nhà đây làm chi? Không, hồi trước là nó đi, vì tôi không biết đường. Trước là nhà nào, bây giờ tại sao nhà này? Tại sao anh chị đến đây? Cái nhà kia là không phải. Cái cuộc nói chuyện này là gì mà sao phải quay lại? Không anh, anh đi đâu anh phải quay lại hết em nha. Hôm trước là chị ở trong đây đúng không? Cuộc nói chuyện là ai? Em cũng chả đi là ai tới mặt. Nhà đó. Anh là ai và chị nào ở trong đây? Có đúng chính xác chưa? Không phải cái nhà đó mà tôi dẫn đi cái nhà đây. Đây, rồi người này là ai? Và câu thật sự là câu chuyện này tụi em không biết gì hết. Tụi anh đến đây làm mà Mỹ như thế này là như thế nào? Bây giờ là không có đây không? Có đây không? Người hát là nó ở nhà kia. Không có liên quan tụi em hết mà đến đây làm mà Mỹ như thế này là như thế nào? Vậy thôi. Đây là doanh nghiệp của người ta làm việc đàng hoàng mà anh chị lại nói chuyện như vậy. Cô là đây tìm con bây giờ ví dụ như con. Và chồng của bạn này muốn đi tìm á thì lên đây. Sao mà kêu không lên? Thôi thôi nếu mà không có thì cho tôi đi. Đó mẹ đi kịp chồng đi. Mẹ cô á là cô làm mẹ của mẹ thì cô đi tìm con, cô nói cho rõ ràng. Nói gì mà hai ba lời. Bây giờ này cô xác định con cô đâu. Mình người thật mình không sợ. Nghe không? Có tôi sợ tôi đâu. Người thật là không sợ. Nghe không? Người thật mình có gì đâu mà sợ, đúng không? Anh cũng vậy. Được chưa? Anh hỏi là cô này anh không cấm. Cô ok chưa? Ở đây là không có người mà. Bây giờ không có anh. Vậy là bây giờ bây giờ là có ở đây hay không? Bây giờ hỏi chị có con chị có đây không? Chị nói chuyện với người ta. Còn nếu như mà đứng đây nói chuyện đàng hoàng, đứng đây nói chuyện đàng hoàng. Mà tìm người á. Đứng nói chuyện đàng hoàng. Nói là ở đây á không có người mà cô chú có tin á thì thôi cô chú cứ việc báo công an. Nhưng mà bây giờ em hỏi là chị nè, con chị có đây không? Là con em là ở cái nhà kia. Nhà nào? Nhà kia địa chỉ đâu? Địa chỉ số mấy? Địa chỉ số mấy? Nhà nào mà mẹ anh quay lại mà nói. Địa chỉ số mấy? Địa chỉ số mấy? Cứ nhà nào chỉ điện công an phường ạ. Địa chỉ số mấy? Tôi đi heo con. Cái gì cũng làm phải có luật pháp đàng hoàng được. Địa chỉ số mấy? Mà khơi. Địa chỉ số mấy? Em anh tới đây là anh đi với cô lên tìm con cô đứng ở ngoài anh hỏi em. Thì đó, thì bây giờ anh chị làm ầm ầm như vậy thôi tụi em là chấp nhận lấy nói hỏi nhưng không được quay video ở nơi tụi em làm. Quay video liên quan tới em. Anh cầm đi quay đi qua tới em. Nhưng liên quan đến cái nơi tụi em làm. Tụi này tụi nó bán rồi tụi em. Làm ăn gì? Làm ăn gì cái việc của em? Thì không phải là chuyện của em, chuyện không ai cấm. Nhưng anh tìm người anh nói câu lên nói lừa này kia lên như thế nào? Ai nói lừa? Anh nghe tôi nói lừa không? Anh này nói. Có. Anh này nói. Anh này nói. Anh đó. Anh không tin. Mở video lên lại coi nè. Anh sai rồi anh đừng Anh này nói. Anh này có quay phim. Anh quay phim hết rồi. Nói chung anh quay phim từ đầu đuôi rồi. Bởi vì sao? Bây giờ bởi vì nó... anh đang tìm người và ở đây là nơi làm việc, không phải là cái ông công an phường mà nghe này, mà cả. Anh giải thích em nghe này, lẽ ra em khôn khéo, lần sau có kinh nghiệm hơn, lẽ ra em khôn khéo, em trong nhà ra, các anh kiếm ai? Đúng rồi đó. Đúng rồi, nhưng đây nhưng vì, nghe nè, không nghe nè. Mấy anh chị kiếm một đoàn vô không? Nghe nè. Không, nghe nè, khi nào người ta có hành động hoặc có cử chỉ nha. Còn đây ấy, đây là chỉ có một thôi. Đây là chỉ có một người phụ nữ. Đây chỉ có một người phụ nữ thôi người ta bước vô nha, mà em nói là mà em đang đứng đây anh sợ em đang đó. Không có làm gì cái việc của nó, không quan tâm. Có sợ gì? Mà muốn làm gì nào? Vì em thấy là những hành động của tụi anh là sợ tụi anh. Làm như vậy là em đâu có làm như phạm pháp đâu mà sợ tụi anh. Đúng. Ừ. Nói chung là cây ngay không sợ chết đứng. Đúng rồi. Hiểu không? Nha. Ừ. Hiểu không? Bây giờ cứ muốn tìm á thì lên không biết bạn này là ai. Nghe. Và không biết cô này là ai và vị trí tại sao rồi đến. Và nó là chồng chị đến đây quyền luôn. Và anh này là ai? Đây là anh trai. Nghe không? Đây là anh trai. Hả? Đi vô nhà. Đi vào trong nhà. Còn đó là việc của gia đình tụi anh không em có liên quan. Còn có gì thì anh cứ báo công an làm việc. Có chuyện gì em làm gì trong nhà em biết tụi em đông lắm. Mấy tụi anh đứng ngoài. Bình thường chuyện bình thường. Xong nhà em đứng ngoài anh hỏi rõ ràng. Nhà anh có người sống như một đám vô.